Chùa Bà Thiên Hậu thành phố El Monte trân trọng kính mời quý đồng hương và quý khách xa gần đến tham dự các buổi lễ sau đây. Kể từ hôm nay, chùa có nhận đăng ký cúng bái thái tuế cho các tuổi khắc năm Đinh Dậu như Tý, Ngọ, Mèo, Dậu và đăng ký cầu an cho năm mới. Vào thứ Bảy ngày 24 tháng 12 âm lịch, 11 giờ sáng cử hành lễ cung tiễn chư thần về trời. Vào thứ Tư ngày 28 tháng 12 âm lịch, 11 giờ sáng cử hành lễ cung nghinh chư thần về cung. Vào đêm giao thừa và các ngày đầu xuân có chương trình lễ cúng bái đón xuân.